Anh Khương mến chào em trai Tiến, cũng là khách hàng của anh Khương cách đây khoảng 5-6 năm trước, ủng hộ Khương một bộ hát Icon Obus Pro. Hôm nay em có ủng hộ anh, gọi điện và nhắn tin ủng hộ anh một bộ nữa, và hai micro và hai tai nghe xịn. Trước khi anh gửi hàng qua bên cho em á, thì cái nước của em thì anh chỉ đọc được New Zealand ha, còn cái địa chỉ thì để anh ghi trực tiếp qua tin nhắn của em ha, vì anh đọc tiếng Anh không được chuẩn xác. Và trước khi đóng hàng cho Tiến thì anh Khương quay video cho Khương cho Tiến xem đặng cái cách chỉnh của anh Khương ha. Rồi về cái vấn đề hát thì anh Khương cũng hiểu rồi, hai anh em biết nhau lâu năm rồi, cái hát thì em hát nhỉnh hơn anh Khương rất là nhiều. Cái đó cái phần hát thì không nói rồi, nói cái phần chỉnh thôi nha, để nói từ nốt cho em và gửi qua messenger cho em để sau này em có quên em nhìn vào nha. Trước mắt á là hàng em nhận gồm một sao card Icon Obus Pro, hai micro Stata BCK320 màu đỏ đen. Em kêu anh lấy màu đen, anh thôi lấy màu đỏ đen cho nó hợp với cục này đi, vì màu đỏ đen anh bán rất là chạy và khách cũng rất là chuộng, với nó hợp cục màu nó bắt mắt hơn ha. Và tiếp theo là 4 dây mic, 2 dây mic anh đang găm vào ha, anh để camera xuống, 2 dây mic anh đang găm vào cái mic sẵn ha, và anh gửi dư cho em 2 dây nữa. Dây này nó dài 3 mét nha, dài hơn mic ngày xưa, dây ngày xưa anh tặng em nha, dây này dài hơn. Và 3 cộng dây livestream thu âm, một cộng dây anh đang găm vào nè, màu hồng anh nhìn nè ha, màu đen còn lại một lát anh găm vào cái điện thoại anh test nhạc cho em ha, kiểm tra ha. Tiếp theo là đây, 2 cộng dây này em về em dư ra không xài nha, để dành lại xe cua nha, có nghĩa là dư 2 dây mic, dư 2 dây clip. Và một dây lấy nhạc, dây lấy nhạc thì em cắm đỏ trắng gì cũng được nha, không sợ nhầm nha, cắm bên đỏ bên trắng gì cũng được. Đầu còn lại găm vào cái điện thoại nào mà có lỗ 3.5 á, iPhone, nếu mình đầu dẹp iPhone bây giờ đầu dẹp thì em phải có cái gắt chuyển màu tròn mới cắm vào mới xài được nha. Và tiếp theo ở đây là cái cọng dây cũng lấy nhạc nữa, dư nữa, mà dây này dây lô ngắn, dây này dây lô dài, em thích cái dây nào thì em xài dây đó ha. Tiếp theo đây là cọng dây cáp này là dùng để mình lấy nhạc máy tính luôn nha. Một đầu vuông nè, mình găm sao đích của cục Icon, đầu dẹp còn lại mình găm vào cái khe USB của máy tính mình hát lấy nhạc được luôn nha. Cái này nói thêm, cái cọng này thì một cọng cho em nha, cọng này thì chắc xài mãi mãi không đứt thôi, trừ khi nào mắc thôi chứ không bao giờ đứt nổi. Tiếp theo và còn hai cái tai nghe này nha, hai cái tai nghe này là đã anh đã gắn sẵn cái gắt 6.5 ra 3.5 sẵn rồi, hai tai nghe HD 2000 xịn này anh sẵn rồi ha, trong đây rồi. Ngoài ra sẽ tặng em thêm hai cái gắt nữa đây, anh về lại hai cái gắt 6.5 để xe cua nữa ha, có nghĩa là về em thấy dư hai cái gắt này nữa nha. Rồi tiếp theo tới cái mặt chỉnh, anh nói cho em rõ nữa ha, để anh lọt cái miếng chống chày ra luôn đi. Nút đầu tiên trên cao là âm chép của mic, nút thứ hai là âm chung của mic, nút thứ ba là âm bass của mic ha, tùy theo giọng nha, anh chỉnh sẵn 60 ha. Rồi về em thích em chỉnh lại nhầm không sao. Tiếp theo cái nút đỏ này là nút lấy nhạc trên điện thoại nè, lấy nhạc này mà lấy nhạc trên điện thoại ha. Còn em lấy nhạc bằng cái máy tính thì cái nút này không có tác dụng nha, nút này để lấy nhạc cho điện thoại. Nói chung em đã từng xài cục này rồi, anh nói vậy là em hiểu rồi, nhưng mà tại anh nói lại một lần nữa sợ em quên. Tiếp theo anh nhắn sẵn 5 cái bóng đèn nó đang cháy màu xanh ha, trừ cái bóng đèn cột thứ hai anh tắt, có nghĩa là cái chế độ MC mình hát là nhạc nó nhỏ lại nên anh không xài nút này nha, nhớ kỹ nha em nha. Nút đầu tiên của hàng thứ hai không cho nó cháy đèn nha. Rồi tiếp theo đây là âm lượng xuất ra để mình thu âm ha, anh chỉnh sẵn 90 ha, 90 cho em luôn ha. Còn hai nút này thì em hát bằng điện thoại không sử dụng, không ảnh hưởng gì. Tiếp theo này hai cột mic, một lát anh chỉnh 3 giờ cho em ha, 3 giờ là nó gắt khúc rồi, 3 giờ như vậy là cực kỳ hút rồi. Rồi âm lượng nhẹ, âm lượng tai nghe anh cũng chỉnh khoảng 3 giờ luôn ha. Rồi cái số hát đó thì thường thường anh hát số 20
20 à, theo ý của anh á, thì anh nghe em hát quá tuyệt vời rồi, em hát số 20 luôn đi, tại giọng em khỏe nữa, không cần phải 22 để nó vang nhiều hơn nhé. 20 luôn đi, anh chỉnh sẵn 20 luôn. Rồi bây giờ là hết xong.